Chào mừng các bạn đến với kênh thể thao bóng đá Olê. Tin bóng đá ngày 10 tháng 6, chung kết Nations League Bồ Đào Nha Hà Lan, Ronaldo làm nền, vô địch xứng đáng. Chẳng cần Neymar, Brazil đại thắng 7-0 trước Copa America, đó là những tin tức ngày hôm nay. Đánh bại tuyển Anh và Thụy Sĩ ở bán kết, Bồ Đào Nha và Hà Lan cho thấy nguồn lực tuyệt vời khi bước ra chảo lửa giả gao. Trận chung kết của Nations League giải đấu lần đầu tiên được tổ chức, được kỳ vọng sẽ là nơi những siêu sao của hai đội bóng như Ronaldo, Van Dijk hay De Ligt tỏa sáng. Hiệp một chứng kiến sự toan tính của cả hai đội. Hà Lan nỗ lực đánh phủ đầu trong khoảng 15 phút đầu tiên, nhưng không đủ sắc bén để xuyên phá hàng thủ Bồ Đào Nha. Trong khi đó, Bồ Đào Nha với lợi thế sân nhà, cố gắng dồn ép nhưng cũng không dám bung ra hết sức. Sau giờ nghỉ, Bồ Đào Nha vẫn là đội chiếm thế chủ động. Trong một thế trận chặt chẽ, siêu sao Ronaldo không có nhiều cơ hội của riêng mình, nhưng đồng đội của CR7 thì hưởng lợi. Phút 60, Bernardo Silva có đường chuyền ngược trở lại cho Gullit tung ra cú sút búa bổ, hạ gục thủ thành Kellini. Còn đến hơn nửa giờ cho những nỗ lực của Hà Lan. Tuy nhiên, trong một ngày kém duyên, De Bay và các đồng đội cứ lần lượt bỏ lỡ các cơ hội. Và nhờ vậy, Bồ Đào Nha bảo vệ lợi thế một bàn mong manh để đăng quang Nations League 2019. Ở trận đấu tranh giải ba, đội tuyển Anh quyết tâm đánh bại Thụy Sĩ sau khi thua đau Hà Lan ở bán kết. Phút thứ nhì, bàn thắng suýt đến với Tam Sư khi Harry Kane tạt bóng vô tình đi quá khó, làm dội xả ngang Thụy Sĩ bật ra. Thụy Sĩ sau đó có những pha đáp trả nhưng chủ yếu từ sút xa. Phút 14, Kane nỗ lực chọc khe hay cho Sterling nhưng cú dứt điểm của ngôi sao Man City không đánh bại được thủ môn của Thụy Sĩ. Phút 29, Sterling đệm bóng một trước khung thành Thụy Sĩ. Đến phút 35, Dele Alli phung phí từ quả đánh đầu cận thành sau quả tạt rất tốt của Amor. Đội tuyển Anh không thể ghi bàn trong hiệp 1 là sự tiếc nuối. Sang hiệp 2, đội tuyển Anh chiếm thế chủ động nhưng các chân sút vẫn quá phung phí cơ hội. Khi được đưa bóng vào lưới Thụy Sĩ thì VAR lại từ chối do Wilson phạm lỗi trước khi ghi bàn. Phải đá hiệp phụ. Điều tương tự diễn ra với đội tuyển Anh vào đá luân lưu, may mắn cho Tam Sư là họ có thủ môn Pickford tỏa sáng. Đội tuyển Anh thắng 6-5 giành hạng 3. Đến với bóng đá Nam Mỹ, Brazil trong trận đầu không Neymar trước thềm Copa America đã có một thắng lợi hủy diệt. Brazil bước vào những bước chuẩn bị cuối cùng trước khi đăng cai Copa America, và việc mất Neymar vì chấn thương sau trận giao hữu với Qatar đã khiến huấn luyện viên Park phải thay đổi kế hoạch. Đây là cữ dựa đầu tiên của Brazil sau khi siêu sao của Paris Saint-Germain chia tay giải đấu, còn đối thủ của họ cũng đang chuẩn bị để dự World Cup. Brazil chỉ mất có 6 phút để dẫn trước sau pha đánh đầu của Jesus từ pha kiến tạo của đội trưởng Dani Alves. Dù ban đầu trọng tài không công nhận bàn thắng vì cho rằng Richarlison bị việt vị trước khi xem lại VAR. Đến phút 13, lợi thế đã được nhân đôi. Coutinho đá phạt góc về phía cột gần cho trung vệ Thiago Silva lắc đầu ghi bàn. Phút 29, Honduras bị đuổi người do Quito có cú chồi hai chân đạp thẳng vào mắt cá của Eltu khiến trọng tài rút thẻ đỏ trực tiếp. Eltu buộc phải rời sân nhưng không cần dùng đến cáng, và dự bị Alan vào thay mất chỉ 2 phút để mớm bóng cho Richarlison trước khi tiền đạo của Everton bị phạm lỗi. Coutinho tung cú sút rất căng vào góc cao. Hiệp 1 chỉ dừng ở tỷ số 3-0 dù Coutinho đã sút trúng cột dọc ở phút 43, nhưng Brazil sau khi đổi nhiều vị trí, trong hiệp 2 tiếp tục tấn công một cách khí thế. Chỉ mất 2 phút sau giờ nghỉ để rơi sút ghi bàn cho Brazil, hoàn tất cú đúp sau khi được Richarlison hút hai hậu vệ Honduras rồi đánh đầu chuyền. Và đến phút 56, sao trẻ David De Gea ghi một bàn thắng rất đẳng cấp với pha đột phá vào vòng cấm và dứt điểm qua thủ môn. Dự bị Firmino lúc này đã vào thay rơi sút và anh cũng góp vui ở phút 65, cướp bóng từ chân Figo Joao ngay bên phần sân Honduras trước khi bấm bóng qua thủ môn. Và tới phút 70, Richarlison cũng có bàn thắng cho mình khi dứt điểm dễ dàng sau pha bằng súng và căng ngang của tiền đạo trẻ Everton, ấn định chiến thắng 7-0 cho Brazil.